Hôi nách là một trong những vấn đề nhạy cảm khiến cho nhiều người trở nên tự ti. Không chỉ các bạn nữ mà những bạn nam mắc phải cũng đều khó chịu. Nhất là khi hoạt động thể dục thể thao khiến cho cơ thể phát mùi nữa. Hiểu được vấn đề cấp bách đó, nhà Huyền Phi đã cho ra mắt sản phẩm serum trị hôi nách Innot giúp bạn giải quyết những tình trạng trên, khiến bạn tự tin hơn khi đi chơi cùng bạn bè nhé. Hãy cùng shop mình tìm hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm serum trị hôi nách Innot đang được chị em săn tìm nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Serum trị hôi nách Innot là một sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm đình đám nhà Huyền Phi tại Việt Nam. Từ khi ra mắt đến nay, sản phẩm đã được rất nhiều khách hàng biết tới và ủng hộ. Serum trị hôi nách Innot là sự kết hợp hoàn hảo của các thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên. Với những thành phần thảo dược như là trầu không, là thảo dược có chứa chất phenol giúp kháng khuẩn, tiêu viêm và khử mùi hôi khó chịu. Hơn nữa, trong serum còn được chiết xuất từ cây phỉ có tác dụng làm se da tự nhiên do khả năng làm co các mô da và thu nhỏ lỗ chân lông, từ đó giúp giảm lượng mồ hôi tiết ra ở vùng dưới cánh. Ngoài ra, trong serum còn chứa cam thảo giúp vùng da dưới cánh tay được dưỡng trắng và mịn màng, hết thâm. Và một thành phần không thể thiếu trong serum trị hôi nách Innot đó là dầu gừng giúp ngăn tiết tuyến mồ hôi, giúp vùng dưới cánh luôn khô ráo và thoáng khí. Có thể nói, serum trị hôi nách Innot Huyền Phi có bảng thành phần mang lại tính an toàn, lành tính cho mọi người sử dụng sản phẩm nhé. Những người mắc bệnh hôi nách thường vướng vào một vòng luẩn quẩn khiến tình trạng bệnh không những không thuyên giảm, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do họ chưa hiểu rõ về căn bệnh này và lựa chọn cách điều trị không phù hợp. Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề tại sao triệt lông nách lại bị hôi nách. Hiện nay, chị em có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để triệt lông, nhưng vẫn đến tình trạng bị hôi nách là vì: thứ nhất, chị em khi dùng nhíp để nhổ lông nách sẽ gây ra tổn thương cho những nang lông và mô mềm. Đây sẽ điều kiện rất thuận lợi để vi khuẩn ở vùng da dưới cánh tay hoạt động mạnh và khiến nách bạn càng thêm nặng mùi. Thứ hai là khi dùng dao cạo có thể sẽ vô tình khiến cho làn da dưới cánh tay bị tổn thương, xây xước, hơn nữa sau khi mọc lại, lông thường có xu hướng cứng và dày hơn khiến cho nách của bạn thâm hơn, vi khuẩn có cơ hội hoạt động mạnh, từ đó nách sẽ hôi hơn. Đó là các lý do khiến bạn triệt lông lại dẫn đến tình trạng hôi nách nặng hơn đấy. Serum trị hôi nách Innot hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum trị hôi nách Innot hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.